Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl. Đoàn đã bắt đầu đạt tới Bảo Lộc rồi. Giữ cái kìa, đừng có giữ cái chụp lên kìa. Được. Chịu có chàng không, có bánh chơi thì chụp. 10 chai nữa. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely. Tâm thái là chúng ta đã bị lạc đường. Mọi người nhanh lên đi. Lên, lên nào. Thận. Coi chụp nè, ở dưới ngồi con đây mình dây nè. Đi. Để sẵn chỗ này. Ủa sao em thấy gì vậy? Bấm chưa vậy? Mùi phim. Đá quay luôn. Đi rảnh chưa
Rồi chào Vân ạ. Chúng tôi đang cố gắng. Chúng tôi đã rất cố gắng. Cố gắng lắm rồi. Yeah. Rất là cố gắng. Cố gắng. Đang cố gắng. Chúng tôi rất là mệt. Chỉ còn 300m nữa tới đỉnh rồi. Chúng tôi đã đi lạc được tới đường nhựa. Đây này đi. Ở đây. Hạ xuống đi mọi người. Nữ đừng xuống nha. Nữ đừng có cho xuống. Quay đi. Thật là rất là vất vả khi mà mọi người đi này. Đây, em quay cái góc này nè, cái dốc này nè. Đó, làm sao mà xuống từ trên kia rồi không? Quay người trên kia luôn kìa. Cái này dốc này là khoảng 85 độ. Không sao đâu, che hết rồi mà. Chút xuống là được rồi. Và mọi người đang xuống. Con đường này rất là dài. Ờ, đu cây bên này nè. Con gái không xuống. Mấy đứa nữ nó đi xuống luôn rồi. Mấy đứa nữ thì đi sau bên này dễ xuống hơn nè. Mấy đứa nữ thì phải đi bộ qua tới đây luôn nè. Bỏ mở kì á, quay mấy bạn đi. Tay bỏ vô cây á. Nhìn lên đi. Rồi xong, một người. Chạy xuống thôi. Quay phim. Đang quay hả? Đây đây ok. Thời gian không? Quay phim. Quay phim. Bà mẹ. Bây giờ là thôi giờ mình để mấy anh xong cả đám chui ra cây thiên hồ co như vậy. Đó là mọi người trong đoàn. Mọi người có em lương tâm. Nói chung là mọi người ngồi xuống từ từ, cái này thấy được mà. Yeah, một con vịt thì sẽ ra hai cái cánh giờ. Rất là mê. Bốn cái cánh vậy. Sáu cái cánh vậy. Anh heo nữa. Hiện tại độ cao này là đang ở độ cao 2550m. Chúng ta đang khám phá núi Lang Biang. Hiện tại thì trời mưa rất là lớn. Sương mù thì phủ dày đặc.